Minecraft, nhưng mà các bạn có thể điều khiển đồ chân thật ở trong thế giới của mình. Tức là có mỗi lần các bạn đăng ký cho mình thì độ phân giải của mình sẽ được tăng lên. Còn nếu như các bạn like cho mình thì độ phân giải của mình sẽ được giảm đi. Còn nếu như các bạn comment một món đồ chân thật thì mình sẽ có nó. Được rồi, mình nghĩ rằng chắc chắn sẽ không có ai đăng ký cho mình đâu nhỉ. Thôi giờ mình không cần các bạn nâng cao đồ chân thật của mình nữa đâu. Like tiếp à? Oh wait, mình đi nơi một ngôi làng. Và hình như ai đó vừa comment cho mình một cây kiếm chân thật. Mà cái ngôi làng này chả có cái gì cả. Được rồi, thử thách của mình ngày hôm nay là sẽ phải cố gắng giết được con rồng nhanh nhất có thể. Ui, tại sao game của mình lại bị đóng băng như thế này chứ? Ui, đừng có lỗi với mình nè. Ui, các bạn chiêu. Let's go, cuối cùng mình cũng đã đến được stronghold rồi. Nhưng mà mình không có đồ làm sao giết được con rồng đây. Ui, khoan đã. Không có bạn cho mình một khẩu súng. Tức là bây giờ mình chỉ còn dùng khẩu súng này bắn chết con rồng. Mình chỉ còn làm đạn và bắn ngay lúc này. Let's go! Hey, các bạn đừng quên vào server My để chơi cùng với mình nhá. Server vui lắm đó. Vào để chơi gay cùng với mình.